Chào mừng quý khán giả đến với các tập tiếp theo của Đồng hành Vua Đầu Bếp Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Khánh Phương, thí sinh trẻ tuổi đến từ Hà Nội. Mình là Trần Khánh Phương, đến từ Hà Nội. Mục đích mình tham gia đến với MasterChef thì nó cũng rất là đơn giản, là mình muốn tìm cái cảm hứng nấu nướng với các cái món ăn Việt Nam. Từ trước đến nay thì mình luôn e ngại các món ăn Việt Nam vì nó khá là phức tạp. Hôm nay mình mang đến chương trình món gỏi su hào thịt trâu. Lý do mình làm món gỏi su hào thịt trâu thì bởi vì là gỏi là cái món gỏi hay là miền Bắc còn gọi là nộm ấy, rất là phổ biến. Bất cứ người Việt nào đều biết ăn món này và đều có thể làm món này. Mình thái dối các cái loại rau bao gồm rau tía tô, cún chó, bạc hà, một số loại rau sống. Sau đó mình trộn với nhau. Mình có ướp một chút đường, một chút giấm và xíu muối để cho món gỏi có độ giòn và ngấm các gia vị trong khoảng 20 phút. Thành phần các gia vị khác thì bao gồm cả tỏi chiên, hành chiên, lạc rang. Cuối cùng là mình sẽ xào thịt trâu và trộn tất cả các nguyên liệu với nhau và đem đến cái món gỏi thịt trâu. Mình nghĩ là cái điểm đặc biệt nhất là ở đây là làm món gỏi này thì khi trộn tất cả các nguyên liệu vào, phần su hào và cà rốt của mình vẫn giữ được cái độ giòn và vẫn ngấm được tất cả các gia vị vào bên trong su hào và cà rốt. Thịt trâu thì mình sẽ đem xào và dùng nóng kèm với cả gỏi này, và đấy là điều khác biệt giữa nhiều món gỏi khác. Trước khi bước chân vào các bếp để các ban giám khảo, mình đã nghĩ đến cái việc sẽ bỏ cuộc, vì mình cảm thấy ba người vào cùng nhóm với mình, họ hoàn toàn có đầy đủ các kỹ năng mà mình cho rằng các kỹ năng đấy khá là tốt. Mình nghĩ rằng món của mình quá đơn giản và nó đè lên cái áp lực của mình. Thật sự là rất là lo sợ và có một chút gì đấy buồn, và xác định tâm lý rằng mình sẽ ra về. Chỉ ít tháng nữa em sẽ đi du học, và em nghĩ rằng là mình cần mang đến một món ăn mang đậm cái tính Việt Nam, và em mang món ăn này đến với lòng tự hào dân tộc. Em nghĩ rằng là những người trẻ như bọn em ấy, thì tiếp xúc nhiều đến những cái fast food, những cái đồ Âu rất là nhiều, và khả năng nấu những món Âu của các bạn trẻ rất là tốt. Nhưng mà em muốn thể hiện mình trái đi một chút, coi như đó là một cái sự thử thách chính bản thân mình. Chắc là mình thử món của bạn thế nào nhỉ? Rất lạ, thịt trâu. Với sở trường là các món Âu, Khánh Phương đã rất dũng cảm khi chọn chinh phục ban giám khảo bằng một món ăn Việt được coi là yếu điểm của bản thân. Khi mà chị Kim Oanh ăn món ăn của mình, chị có một cái sự gì đó rất là thích thú. Rồi ban giám khảo bàn bạc với nhau, mình nghe loang thoang cái gì là chua, mình rất là sợ, kiểu lúc đấy là cứ tự tưởng tượng ra rằng là cái trường hợp xấu nhất đang xảy ra. Cho nên khi mà ban giám khảo công bố thì mọi thứ nó như là vỡ òa, mình được giải tỏa tâm lý. Tôi rất ngạc nhiên về thịt trâu, không hề dai như tôi tưởng. Và đặc biệt tôi thấy bạn chọn rất nhiều tía tô, cái lựa chọn của tía tô nhiều, nó hòa quyện với thịt trâu, và tôi nghĩ rằng là chúng tôi đồng ý. Em thực sự có khả năng là một người đầu bếp giỏi trong tương lai mặc dù em còn rất trẻ. Chị chúc mừng em. Em cảm ơn ạ. Từ cách tẩm ướp, xào thịt trâu sao cho mềm ngon, cho tới trộn rau củ sao cho giòn ngọt thấm đều gia vị, Khánh Phương đã chứng tỏ được cách nêm nếm khéo léo và tinh tế của mình. Em nghĩ là mình sẽ cần có một cái thái độ nghiêm túc hơn và xác định tư tưởng rõ ràng để đạt được kết quả cao nhất cho cuộc thi. Biết đâu em sẽ là vua đầu bếp tiếp theo. Với niềm đam mê ẩm thực, dám nghĩ dám làm và một món ăn hoàn hảo, Khánh Phương đã chinh phục được cả 4 vị giám khảo, giành được chiếc tạp dề duy nhất giữa vần thi gay cấn và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vua Đầu Bếp 2014. Mời quý khán giả theo dõi tập 5 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng 20 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2014 và các tập đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng 13 giờ 55 hàng ngày trên VTV3.